Các vết thương trên người quân nhân Trần Đức Đô không phải do đánh đập ngoại lực. Liên quan đến vụ việc quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, quê tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, không qua khỏi ở đơn vị, chiều 30 tháng 6, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn Quân khu 1 Bộ Quốc phòng khẳng định không có chuyện quân nhân Trần Đức Đô bị đánh. Sự việc đang được điều tra đợi kết luận. Theo Đại tá Thìn, ông nội quân nhân Trần Đức Đô từng công tác trong quân đội và động viên cháu viết đơn xung phong nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, nửa tháng nay anh Đô được chuyển đến Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường quân sự Quân khu 1, đóng tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để huấn luyện. Chiều 28 tháng 6, đơn vị tổ chức huấn luyện ngoài thao trường. Khoảng 14 giờ, quân nhân Đô nói bị đau bụng, xin ra ngoài đi vệ sinh. 20 phút sau không thấy anh Đô quay lại, đơn vị cho người đi tìm và phát hiện quân nhân này đang trong tư thế treo cổ trên cây. Ngay lập tức, mọi người đưa anh Đô xuống đất và tổ chức sơ cứu, ép lồng ngực nhưng không có tiến triển, đã gọi xe đưa quân nhân tới Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ tổ cấp cứu nhưng không có kết quả. Quân nhân Trần Đức Đô được xác định không qua khỏi vào lúc gần 15 giờ chiều 28 tháng 6. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình quân nhân Đô tới bệnh viện và cho rằng anh này bị đánh chết, có nhiều vết thương trên cơ thể. Tôi khẳng định anh Đô không bị đánh. Thời điểm đó đang ở ngoài thao trường thực hiện nhiệm vụ và Đô ra ngoài một mình chứ không phải tối, sinh hoạt tại đơn vị mà bảo ai đánh. Chúng tôi đang cho sinh hoạt trung đội, đại đội, tiểu đội để xác định nguyên nhân xem có mâu thuẫn gì không, Đại tá Thìn nói. Về những vết thương trên cơ thể nạn nhân, Đại tá Thìn cho biết, qua kết quả pháp y ban đầu không phải do đánh đập ngoại lực mà các vết bầm, xước ở cổ nạn nhân là do quá trình giãy giụa, vùng vẫy nên bị dây thừng thiết chặt, cọ sát gây ra. Còn vết tím trên ngực là trong quá trình ép lồng ngực cấp cứu mà ra, chứ hoàn toàn không có ai đấm, đánh, dẫn đến không qua khỏi. Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã cử lực lượng về phối hợp với gia đình, tổ chức tang lễ cho anh Đô theo nghi thức quân đội và phong tục địa phương. Chúng tôi sẽ làm rõ và trả lời rõ ràng về vụ việc này, Đại tá Thìn nói. Đại tá Thìn cũng cho biết, phía an ninh mạng đang vào cuộc làm rõ những thông tin lan truyền chưa có căn cứ, sai sự thật về vụ việc trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến lực lượng quân đội để xử lý theo quy định. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một nam quân nhân đã không qua khỏi, trên cơ thể có nhiều vết bầm dập. Gia đình nam quân nhân cho rằng con mình bị đánh, dẫn đến không qua khỏi. Ông Trần Đức Hội, 41 tuổi, trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết, chiều 28 tháng 6, ông nhận tin báo từ đơn vị về việc con trai ông là quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, đang nguy kịch, được cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, khi ông Hội cùng người thân đến nơi, thì con trai ông đã không qua khỏi, thi thể đã lạnh. Thủ trưởng của cháu gọi đến thông báo cháu bị đột quỵ ngoài thao trường, đang cấp cứu. Gia đình tôi tức tốc đến viện, nhưng đi được nửa đường thì lại nhận điện thoại từ đơn vị, hỏi cháu có mâu thuẫn gì không mà thắt cổ tự tử. Đến nơi, thi thể con tôi đã lạnh cống, kiểm tra thì thấy đầu cháu có chỗ bị lõm, miệng sưng tím, sau gáy bị phù sưng to, chân tay có biểu hiện bị trói, cộng với nhiều vết thương bầm dập khắp cơ thể, ông Hội cho hay.